Hồi sớm giờ con cá này nó quay lại như cái bông nè cả nhà, đẹp quá chừng luôn, cho nên lấy máy ra anh quay cho cả nhà xem nè. Nó quay như cái ngôi sao rồi cả nhà thấy không? Y như ngôi sao. Hello, xin chào cả nhà. Một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chào cả nhà, ngày mới tràn đầy hạnh phúc và cả nhà, anh chị, cô chú xem kênh và đăng ký ủng hộ cho team mình nha cả nhà. Mình Quốc Dừa, bên kênh Quốc Dừa Vlog, có gì đăng ký kênh cho mình nha cả nhà. Chào cả nhà, các ơi, bé yêu. À, nay mình đi hái dừa khu này Phú Nhuận cả nhà. Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. À, mình hái này đủ thứ dừa cả nhà ơi. Dừa sim, ta, lai, dứa luôn cả nhà. Nhưng mà ở đây có mấy cái gì dứa nhỏ nhỏ. Cái này sim dứa này thơm lắm cả nhà. Cây này cũng cây dừa sim, chỉ trồng xung quanh đó là dừa ta, còn chính giữa dừa sim cả nhà. Mấy cây dừa dứa chuột ăn hết trơn luôn. Nó cắt cho tới không? Cây này cây cũng sim dứa nè, Nhật ơi, có cái trái dừa cô nè. Ôi mày, trái đó cao nhồng. Cái trời tốt. Cái trời cả nhà. Cái này là cải trời. Mày một hồi ổng cải mày luôn nữa nè. Cái thầy mà nú núi đè luôn. Thì cắt cái vừa hư luôn. Cái mèo thôi. Chạy ra. Không làm gì cũng chạy dữ không Phúc. À, đứng nẳng giật rồi nhảy nè. Thủ vỏ ai thấy. Chết đi nhá, rồi bỏ lên miếng giỡn bỏ cỏ nè, nó hồi cái mình bỏ ngã thiệt lên. Tôi bỏ ngã cái bịch luôn. Ba ơi. Sao ba nợ bỏ ra đi. Rồi nữa ơi, trọt té thiệt, cái này té thiệt cái nhà, ông hút thằng nãy là ổng đùng. Ổng nhảy lên mình thằng Nhật. Nhật mới té thiệt. Cái này cây dừa lai cả nhà. Chút qua mình lại lụm mấy cây dừa dứa ở dưới đây, cây có dừa khô không? Hôm trước mình có bỏ lại mấy hoài. Quên xả luôn đi. Rồi mình hái coi có không để cho đứa em. Em trai nè ở đâu? Bên Vĩnh Long á, là khán giả của anh Quốc á cả nhà. Của Quốc Dừa Vlog. Chưa luôn. Xuống rồi. Mai mốt em ấy có dịp qua nhà mình chơi á thì chẳng trở về luôn. Lụm trước. Còn vườn vừa dưới kia nữa lụm nếu ấy là nhiều à. Ủa nay mày sung dưới Nhật, ông Quốc ông dành mà mày sung dưới Nhật. Tới chừng mày mệt là mấy cây cao không ngoại rồi mày bắt không bẻ hả? Mày dành mấy cây lùng này rồi tới mấy cây cao không bẻ à. Cái nhà coi rồi vừa này sai ghê luôn cả nhà. Mở trên nó trống cổ rồi nha cả nhà. Nó trống cổ quẹo hết trơn rồi đó. Ngoài sai ghê. Bởi Tết này thiệt với cả nhà là không có dừa để bán luôn á. Khiên hả? Có cô gái nằm đó rồi kêu khiên luôn hả? Con đồng chưa đủ.
Trời ơi chuột ăn hết trơn rồi cả nhà ơi. Mấy cây dừa này sim này ngọt lắm cả nhà, sim nhỏ nhỏ này ngọt dữ. Rồi trong, rồi thấy rồi. Chuột hết trơn luôn. Cái dừa này sai ghê cả nhà. Quá trời sai luôn. Cái dừa này vừa lai. Có ổ ông rảnh không ngoại ơi? Ai ổ ông đực à. Ổ ông đực. Ông vô ginh chứ kéo gì? Giờ không kéo gì á. Có ai nữa làm đi, giờ không kéo gì hết trơn á. Cho kiếm người sẽ qua, kiếm nghèo sẽ qua chứ. Cho kiếm người nghèo qua luôn. Đây mới lụm được cây dừa dứa cả nhà. Cây này sim dứa. Cây dừa xài thấy thương ghê cả nhà. Đó, xuống rồi dừa xài. Còn hai hoài xài nữa hả Nhật? Rồi á. Ủa ông đực mà già hả? Già thối. Ui, mạnh dữ nha. Mạnh dữ nha. Coi chừng gãy đi. Coi chừng gãy. Còn gãy đi vào dưới của thằng em trai nha. Nhập vô cái khoảng tài chính nào nữa không mà sao chung dưới à? Ý sao tôi bị dưới cầu nhà máy ta? Bà lệ hả? Đá ghê cả nhà, và vừa sai, cây vừa sai, đá. Cây này cây sim dứa nè cả nhà, nó thơm mà nó ngọt dữ lắm cả nhà, mà nó không bự trái, nó nhỏ xíu vậy nè, nhưng mà nước cũng nhiều lắm. Cái gáo nó mỏng, vỏ mỏng mà nó thơm mà nó ngọt dữ lắm cả nhà. Rồi sim dứa này cả nhà. À, chủ nhà có người ta ít khi nào người ta bán. Cây này mình hái hình như đây chỗ này. Mình hái mấy cây này á chừa chủ vườn hai hoài, còn mình á mình cũng mua chủ vườn cũng chia lại cho mình đó. Mua đem về nhà uống mà nha. Chia nhau uống nó ngọt mà thơm. Cây này cây dừa sim lục cả nhà, chứ mà nó ngọt dữ lắm, nó không thơm dứa nhưng mà nó ngọt, nó nhỏ trái vậy nè. Nó vậy là nó bự trái dữ lắm rồi đó, chứ mấy mùa kia thì nó sai trái nó nhỏ xíu à. Cây này là sim lục. Bên kia còn hoài nha. À, mấy tháng mà dừa mắc á cả nhà, à, chủ dừa nó cũng vẫn lấy dừa này thành dừa sim luôn. Còn mấy cái tháng mà dừa trời mưa thì nó không có lấy. Mấy cây dừa về chứ có quanh năm luôn á cả nhà. Cây dừa này chứ nó lúc nào cũng sai trái á. Mà có hôm nay là bắt đầu từ đây tới Tết là nó thưa, chứ mấy năm trước cây này nó sai lắm. Cũng có một mới dừa cây con đó mà không có lượm. Xuống chặt cây dừa này uống ngoài. Cây dừa này ngọt. Không uống dừa dứa đâu, uống dừa này ngon. Dừa vậy không uống, bắt đầu kêu uống người ta. Dừa ngọt kinh khủng luôn á. Cây dừa sim lục này nó ngọt dữ lắm cả nhà. Nó ngọt hơn dừa sim á. Rồi cái dừa bị lủng rồi ơi. Sim dứa. Dừa sim dứa cả nhà, mời cả nhà uống nước dừa sim dứa với mình nha. Nó ngọt quá, thơm phải không? Thơm. Này dừa sim dứa lắm. Thơm. Hơn vừa thêm thái thôi cả nhà, mà thái nó giòn giòn này ngọt dữ lắm, ngọt luôn nè. Cây này nó hơi chói ánh nắng á cả nhà. Cây dừa sai chứ ghê cả nhà, mình chạy qua đây mình mới thấy được bên kia nó bị chói ánh nắng đi vòng qua. À, cái kênh mình nó còn yếu còn nhỏ cả nhà, có gì cả nhà thương tình ủng hộ cho mình nha cả nhà. Xem cho mình xin lượt like lượt đăng ký nha cả nhà, mình rất là cảm ơn cả nhà luôn cả nhà. Mấy hoài sai cả nhà, mã trên nè cả nhà thấy không, bẻ hết ba hoài này đứt chớn luôn cả nhà, đứt cái chớn vừa luôn á. Sâu đầu đen nó ăn á, rồi
chỗ này xịt cũng được 3-4 lần rồi nè. Cũng mong cho nó tỉnh tỉnh lại cả nhà. Cái này mới á, của hổm mình có kêu chủ nhà xịt á, mà làm buồn muốn lại đó. À, quay sâu hoài thì người ta cũng chán, khán giả xem thì cũng chán cả nhà. Nhưng mà tại vì mình bẻ một lọt ở đây nè, thành ra phải dính nó nữa cả nhà ơi. Nhưng mà hồi mình cho ông Phúc một con hàng nóng thì sẽ thì thành ra nó phải vui thôi cả nhà. Ở đây dừa ta nhiều hơn dừa sim cả nhà. À, mũi quá trời luôn mày. Để xuống rồi kêu ổng xịt cho tao vô người tao coi. Quá trời mũi luôn, nó cắn tao bấy. Đúng rồi. Thấy chưa, tôi nói ông à, ông Quốc thấy không? Nó dành mấy cây dừa thấp bển bắt đầu dừa cao bên đây, nãy giờ dừa ta toàn là ông bẻ không thấy không? Nói mà khán giả người ta còn biết nè, thấy không? Bẻ một tăng vừa cao nè, bắt đầu tới mới vừa lùm là bắt đầu tới nó nè cả nhà. Còn cái này nữa, cái tới vừa lùm cũng bẻ nè. À. Cái đám mình kia cái vừa cao cũng bẻ nè. À, à, vậy đó. Tấm. Tấm. Vườn này lâu rồi cả nhà, mình ít vô. Còn lại á, tại vừa ta vừa lai này mình ít đi á cả nhà, mình để cũng khá khá lâu rồi. Nay người ta điện tối, người ta điện hối quá chừng luôn cả nhà. Mai mốt mình còn đi bên cồn nữa, mai mốt đi bẻ dừa bên cồn vui lắm nhật. Nay bển nước ngập quá chừng luôn, cái ông này cũng kêu nè, hồi hôm ổng hồi chứ không thôi sáng nay đi cồn rồi. Nhật nó phá giác dừa phụ với ba nó rồi cả nhà, chứ mình ổng không ăn luôn á. À, lúc nãy 2-3 người khán giả yêu quá chừng rồi. Dứt nó Phúc, dứt, quay lại dứt nó, dứt nó. Nay mình đi trễ cả nhà, sáng nay ổng cũng bẻ cũng nhiều lắm rồi. Mình sáng nay giữ cho ngoại một chút, xong rồi để cho thằng rể nó giữ, mình đi. Cố đầu xuống, nay phải đi cũng đi rồi. Mạnh ghê cả nhà, vậy nó mới phụ ba nó được. Để đi, để ông Quốc không lấy cái lưỡi hái ông khiều lên cho. Ở đó cái nó hất cái đít cái cắm đậu dưới luôn nè. À, như thằng Nhật nó có cái nhạc cái nhà. Gom qua cầu cái nhà ơi. Ba bốn đứa gom, hái xong ba bốn người gom cả nhà. Đây gom cái đi cái lộ luôn. Xong một vườn cả nhà. Đây là thành quả cuối ngày của mình đó cả nhà. Kính chào cả nhà, hẹn cả nhà clip sau, bye bye, xin chào tạm biệt. Mi gió coi. Rồi, ghê không cả nhà.